À, Long xin mình chào toàn thể quý anh chị, ok, trên mời miền Tổ quốc ạ. Hôm nay thì Long ra Phan Thiết ghé vườn em trai tường đá quý vị nhá. Dạ Chắc em cả chào năm mình. trời mới quay trở lại đây ha. Dạ lâu lắm anh. À, thì nay thì Long thì cũng làm nhiều dự án mới quý vị, nên là clip hôm nay sẽ bán xả một số cây cho anh chị mình theo dõi tổng thể của vườn của bonsai tường đá, lựa chọn cây với giá cả mà hôm nay em Long sẽ sell cái giá mềm quý vị nhé. Anh chị mình cùng theo dõi clip và lựa chọn ạ. Đây, em trai tường đá nhé. Dạ em chào mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với cây Anh Châu Gia Long ạ. Ok, hôm nay nội dung của video hôm nay thì em sẽ quay sell một số cây ở vườn đúng không? Dạ. Nay em sẽ sell một số cây, tại hôm giờ nói thiệt là em cũng làm nhiều việc quá, làm chậu rồi làm sân vườn tiểu cảnh cả nhà, thành ra là cây cối cũng bỏ bê quá cả nhà. Thành ra hôm nay em sẽ sell một số cây giá mềm để cho anh chị dễ chơi nha. Ok em ha. Dạ. Thì trước mắt mình đây là cây khế đi, cây khế này cũng quái, nó thường có cây quái của việc. Dạ, cây khế này là gốc khế thường nhưng mà đều ghép khế Nhật lâu lắm rồi. Ghép khế Nhật ha. Dạ. Cây này được cái là có đường co cực kỳ đẹp anh, nó rất là uyển chuyển. Năm nay năm con rồng này cả nhà. Mình lấy cái cây này nó dáng dấp nó cũng rất là hay nè. Nào giống con rồng hả? Nó lắc y như con rồng vậy. Cái này về mọi người có thể về về làm cái tiểu cảnh hay cái gì đó nhìn này rất là hay nè cả nhà. Gốc khế rất là lớn này. Cái bộ đế rất hay. Đây, để to lắm quý vị nhé. Ghép này ghép lâu lắm rồi cả nhà. Ghép từ cái khúc này luôn hả? Dạ ghép ông đây lên anh, ở dưới Ở đây cái cành khế Nhật hả? nè. Dạ đúng rồi, cái Nhật Ủa mà mà ghép làm to vậy luôn á. to cái này lâu đời ra nè. Cái này thì ví dụ như bây giờ mình sell giá thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Dạ cái này thì em sale mọi người giá 8 triệu nha. 8 triệu ha. Dạ 8 triệu cho gốc khế này. Mọi người có thể đi quay cái đường co của nó, rất là đẹp nha. Khế này khế Nhật nha cả nhà. Cái dòng khế Đại Nhật, liên tục. dạ trái của nó liên tục. Lá của nó nhỏ màu bóng, nó không có ngủ giống như dòng khế của mình. Lá này rất là đẹp cả nhà, lá lúc nào nó cũng bóng, nó tươi tắn, nó làm cho mình có cảm giác lúc nào nó cũng mới. Nhìn nó đây nó tràn đầy sức sống đấy. Dạ nó rất là có sức sống anh. Còn dòng khế của mình tối nó hay sụp lá nhìn nó buồn thiêu à. Em đo sơ đi thông số đi để À gì dạ mình ok. xem cái giá tám Em triệu sẽ gì mình có lấy được không. em đo cái tổng thể của bộ đế nó trước nha. Cái to lắm cái gì nhá. Bộ đế của nó là 2m2 nha cả nhà. 2m2. Bộ đế của nó là 2m2. To lắm á. Dạ, còn cái hoành gốc chính xác của nó ngay chỗ này nè. Hoành gốc của nó là 80 nha cả nhà. Mình gốc là 80. Dạ, còn ngay từ cái chỗ mà cái cành ghép của nó, cành ghép đây cho mọi người thấy là nó to lắm. Rồi cành ghép. Cành ghép là ngay chỗ gốc này. Cành ghép của nó là 32 nha cả nhà. 32 cm ha. Dạ. Gốc lớn lắm cả nhà. Cái này về mọi người có thể thay cái chậu cho nó đẹp đẹp xíu là cây rất là giá trị nè. Cái giá này 8 triệu là em chỉ bán tại chỗ, rồi nếu mọi người muốn tính em đóng hàng thì em sẽ tính giá thêm nha cả nhà. Tại vì Dạ cái ship này đúng không? dạ, cái này mà đóng hàng nó khủng khiếp lắm, nặng cực kỳ. Ok, mình sẽ đi để nhìn một cái khác đây. Dạ. Đúng rồi. Em chuyên cái rừng thì em sẽ giới thiệu một số cái loại cây rừng này như là cây cẩm thị đây. Cẩm thị hả? Dạ. Mà cái này thì về chơi ha, ít tiền dạ hả? cái này thì nó rẻ lắm cả nhà, mà cái này thì nó cũng giống như cái bàn tay cả nhà, thấy không, đủ 5 ngón luôn này. Bàn tay ta làm nên tất cả đấy hả? Dạ bàn tay ta làm nên Ồ, tất y cả chang luôn ha. đó, y chang luôn nè anh này, ngón cái này nó đầy đủ luôn. Em nói chung em thích những cái gì mà nó không đụng hàng là thích. À Dạ nhưng mà ví dụ cái này thì nó bao nhiêu tiền? dạ cái này 3 triệu anh, bao ship. 3 triệu bao ship ha. Dạ Đó, cái này em nói thì trong thiên nhiên chỉ có thiên nhiên nó mới tạo tác ra được thôi. nó một khối liền hay sao em? Dạ một khối liền anh. Anh coi này, Một bề đặc ha. nó còn gọi là kim cương đen đó, mới mấy anh thì ví von nó theo cái kiểu đó. Nhưng mà nó giống bàn tay thật. Dạ nó y như bàn tay, anh nghĩ là bàn tay chưa. À, đủ đủ 5 ngón luôn, nó giá 3 thì triệu cực cũng kỳ. hay quý vị ha. Dạ cái gốc này rất là dễ chơi nè cả nhà. Thật ra nó bán 3 triệu cũng giống như bán giá phôi cả nhà. Thì giống đó. Cái bàn giá phôi thôi mà. Dạ cái này thành phẩm là cực kỳ giá trị cả nhà, em nói thiệt. Em xin đo thông số của nó nha. Thành tổng thể của nó là giá 75. Hình là 75. Dạ. Chiều cao của nó là 50 nha cả nhà. Cao lên 50. Dạ. Nha, 3 triệu sẽ bao gồm cả chậu nha cả nhà. Bao chậu bao ship ha. Bao chậu bao ship, thực ra nó chậu còn có này 2 triệu hết mấy. Chậu này 300-400 ngàn rồi ha. Dạ dạ đúng rồi. Cái này mọi người chỉ cần vô dây lại xíu là rất là đẹp. Em nhiều khi công việc nó cũng Nhưng bỏ mà nó bê mang quá. ý nghĩa là bàn tay mà mình làm đến sự nghiệp đấy. Em bảo đảm gốc này là bán chắc luôn. Dạ. Ok, đi tiếp tục đi qua cây khác.
Dạ. Tại hôm nay là em Long bán sale nên là sẽ đi video nó hơi dài và anh chị mình chú ý theo dõi video để mình lựa chọn được những cái cây VIP ở trong vườn quý vị nhé. Có cây gốc này cũng độc lắm anh này. Cái này là cây gì ạ? Cây nhầu anh, cây nhầu mà chữ bên này mình... cây chòi mòi nhỉ? À cái này cây chòi mòi, chòi mòi trái 8 tháng mới rụng nè. Cái dòng lá nhỏ nhất trong dòng chòi mòi này. Cái dòng lá này, dòng lá nhỏ nhất. Dạ, có cái chuỗi trái đang còn nha cả nhà. Ừ. Tại chòi mòi thì nó có loại bông loại trái giống như là cây sâm núi vậy đó. Nhưng mà chắc chắn mọi người đây là cái dòng chòi mòi trái nha, trái rất là nhiều. Cái này bao nhiêu tiền? Sale nhanh luôn. Dạ cái này em sale cho mọi người giá 6 triệu. 6 triệu ha. Giá bao rẻ luôn. Nguyên cái chậu không đã gần hết gần cả triệu rồi. Hơn cái chậu này hơn. Dạ. Em biết đầu đập nổi. Dạ, giá 6 triệu nha cả nhà, nhưng cái này em không bao ship nha. Em chỉ đóng hàng cho mọi người thôi nhưng mà em không bao ship nha. Mọi người xem cái cốt cành của cây chòi mòi là mọi người biết nè. Cái giá này toàn là giá em thu vào không. Mọi người coi cốt cành làm rất là đẹp luôn. Không có một vết thẹo nào ha. Dạ. Liên lạc hết anh. Để đẹp. Dạ. Giá 6 triệu không bao ship. Ok, mình sale nhanh. À, đó, giá anh nếu như mà gì mình mà nếu như mà cảm thấy cái này thì em Long quay kỹ hơn ha. Dạ dạ em sẽ quay kỹ cho okay. Mọi người xem. Cái bên này là cái gì? Cây nhầu anh, cây mà chữa bệnh đó nè. À, có trái nhầu đây đúng không? Đây nó có trái rồi nè. Trái này. Đó, anh nghĩ cây nhầu mà còn làm ra cây này, anh coi bộ đế này nó y như một con thú. Con thú vậy. Ừ. Em đặc biệt nhìn khoái cây vừa nó lạ lạ gì đó. Đặc biệt giờ từng khoái những người cây mà không giống ai quý vị. Không giống ai lại thích thằng người ta không thích chứ em thích ghê. À, mọi người coi này, nó trải dài nhìn nó hay cực kỳ. Rồi cây này bao nhiêu tiền? Dạ cái này giá 6 triệu bao ship cả nhà. 6 triệu bao ship hả? Dạ. Cái này bao ship là bao ship đúng không? Dạ, bao ship hết. Cái này bao ship này. Ok, em... tiếp tục đi cái khác đi. Rồi, cái khác đi ha. Ok. Tại vì số lượng cây trong vườn nó nhiều lắm quý vị. Anh chị mình nếu như mà xem giá rồi cảm nhận được cái nào thì mình ấy. À, rồi, đây, mình đi đến với cái phần chi tiết em Long sẽ quay ha. Rồi, cũng nhiều. Cái linh sam này cũng được anh. Cái linh sam này từ cây thành phẩm rồi cả nhà. Linh sam này thành phẩm rồi. Dạ. Cái này thôi giờ em sale luôn nè, giá 12 triệu. 12 triệu. 12 triệu là hồi xưa em mua nè. Giờ em sale là giá 12 triệu nè. Em sẽ bao ship cho cả nhà, coi như là em lỗ tiền công cá tiền ship luôn nè. Linh sam khai thác quý vị nhé. Dạ. Khai thác mà ghép tay. Cái tay cành cỏ này nè cả nhà, bằng cổ tay luôn. Lắm mọi người coi cái tay cành nè. Ừ. Nó bằng cổ tay là mọi người biết cây này già đời cỡ nào rồi. 12 triệu là cả chậu luôn á. Dạ 12 triệu là cả chậu bao ship cho cả nhà. Ừ. Cái to nha. Dạ cái lớn lắm. Cái này cái dàn xương đẹp lắm mà cái dàn siêu bông. Siêu bông. Dạ. Ok tiếp tục đi. Đây trong này anh vô đây luôn. Anh đi vòng đường này hả? Dạ được. Hôm nay đi xe thì video nó hơi dài nhưng mà sẽ quay giúp chị mình những một cái. Đây có cây cam Mỹ luôn hay nè anh. À. Cái này là cây cần thăng ghép cam Mỹ. Mà đặc biệt trái của nó khi nó chín nó sẽ chuyển sang màu vàng vàng tươi vàng rất là đẹp. Đây đã ha. Bao nhiêu tiền sale đi nhanh. Dạ cái này là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Dạ. Không bao ship nha cả nhà. Cái này em sẽ bóng, nếu mà mọi người bao ship thì em sẽ thêm 200.000 trong đó nha. Ừ. Dạ. Ok, cho như là 1,4 triệu bao ship. Dạ, 1,4 triệu bao ship. Ok, vậy đi. Tường vi này. À cây đỗ quyên. Đỗ quyên quên. À, cái này hàng cây bụi mà. Ở đây cây hải châu nè cả nhà. À cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai này. Em sale cả cây cả dầu giá 1 triệu này cả nhà. Sale cả cây châu luôn. Dạ 1 triệu. Cây này cái gốc cái rễ quái. Dạ, rễ quái. Còn đây là cây trăng vàng nè cả nhà. Trăng vàng cốt nè. Cốt bự ha. Dạ, cốt rất là bự. Cái này em sale giá mọi người giá 1 triệu rưỡi này. Ừ. Hiện tại đang phun bông bông rất là nhiều này. Cốt rất là đẹp nha cả nhà. Cốt bả với lại là tay cân công dạ. Tăng nó làm kỹ. Dạ, 1 triệu rưỡi. Còn mấy cái này cái sam trái mà em cũng chưa có thời gian làm lại nè. Cái này thì nó lắc cũng rất là đẹp nè. Chỉ cần lọc ra sơ sơ là mọi người sẽ thấy nè. Ừ. Cái này em xem mọi người giá 1 triệu 2 nè. Ừ. 1 triệu 2 cái này. Còn cái này cây hàng khai thác nè, cây sâm núi trái hàng khai thác nè. Cái này em giao sale mọi người giá 1 triệu rưỡi cả chậu nè. À. Dạ, cái này vận nhanh. À, bao ship luôn. Trái hay bông á? Trái anh, trái cái này trái. Khai thác ha. Dạ. 1 triệu rưỡi nè. Tiếp tục. Còn cái này cây du nè. Cây du. Du em sale mọi người giá 1 triệu bao ship. Cái du này là 1 triệu nha. Dạ. 1 triệu bao ship. Dù này phải nuôi, tay cân thì có sơ sơ rồi. Dạ. Ok, mình đi nhau một số loại cây. Nhiều cây lắm quý vị. Dạ. À, cây này cái dưới này cả nhà. Dưới quái. Dạ. À, cây này cái dưới quái này. Nó quái cực kỳ luôn. Cái này làm cây mini cũng rất là đẹp này. Cái này em sale mọi người giá 1 triệu rưỡi này. 1,5 triệu ha. Dạ, bao ship này. Ở đây còn một số cây, để em sale luôn. À, mọi người thì em quay hơi bị nhanh thì nó ra. À, mọi người nhanh. Cứ thích cây nào cứ chụp hình lại gửi Zalo cho mình nha. Mình sẽ gửi video cụ thể cho anh chính xác. Còn cây này là cây sâm ngọc nha cả nhà. Sâm ngọc. Dạ, cây sâm ngọc này anh đo thông số sơ cho mọi người xem. Cái này mới làm lại bộ tang đang phun là nó. Dạ, cái này hoành 55. Hoành 55 này.
Cao 40 này, cây này em bán giá mọi người là 2 triệu rưỡi bao ship này. 2 triệu rưỡi. Dạ, 2 triệu rưỡi bao ship này. Sâm ngọc ha. Dạ, sâm ngọc. Cây này cũng là cây sâm ngọc anh này. Cái lạ sao mà nó nhìn nó xuống lạ, cái mùa này nó vậy. À, em lật lá lên, với lại cái mùa này nó cũng lá nó cũng vàng vàng á. À. À, như cái sâm ngọc này là rất là đẹp nè cả nhà. Nhành xương đều nè, cái này về chơi luôn ok nè. Cái này em xem mọi người giá 3 triệu bao ship nè. 3 triệu là bao ship rồi. Dạ, 3 triệu bao ship. Nói chung nhà anh em nhà vườn nào mà có nhu cầu lấy tổng thể cứ qua vườn mình thì chắc chắn sẽ có cái giá mềm cho cái nhà nha. Rất là nhiều loại cây cho nhà vườn mình bán lại. Nhiều lắm, rất là nhiều. À đây có cây trò mồi cụm rừng nè cái nhà. Cụm rừng cây trò mồi. À đây rừng trên thân luôn quý vị. Rừng trên thân nè. Gốc này rất là hay nè cái nhà. Trái hồi xưa nó thịt trái mà người nói khỏi phải nói luôn, trái chùm 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 chùm. À. Ừ, cái này rừng trên thân nè. Đó, cái này về mọi người làm cái tiểu cảnh cực kỳ đẹp nè. Trời mồi hả? Trời mồi. Trời mồi trái chuỗi dài nha cái nhà. Đó, cái này như cái này thì em sẽ 4 triệu rưỡi em bao ship cho cả nhà nha. Cái trò mồi này nè. 4 triệu rưỡi. Dạ, bao gồm cả chậu nha. Chậu này hết chiều mấy rồi hả? Dạ đúng rồi, em này em bán nguyên đai nguyên kiện cho mọi người luôn. Cái này nó độc đáo lắm cả nhà. Nó là nó không đùn hàng. Dạ đúng rồi. Cái linh sam này được này. Ồ, cái linh sam dòng đao điểm ghép này. Mà gốc rất là lớn này, em đo cái thông số cho mọi người xem này. Còn cái này là 60 nha cả nhà. Bự ha. Ngay hoàn eo á, gốc lớn á, hàng khai thác nha. Ừ. Hàng này hàng khai thác này, mà ghép tới hàng đao điểm rất là lâu rồi này. À, cao 60 này. Cái tàng ngang của nó là 1m2 đó anh. Cái này em xin báo giá mọi người là giá 8 triệu này. 8 triệu ha. Bao ship này. Cái những cây lớn như vậy thì thực sự chỉ cần mọi người ra cái chậu là nó sẽ khác liền nè. Linh sam đao điểm. Dạ. Phần nó mà 60 là mọi người biết là hàng khai thác. Có cái sâm ngọc 5,5 quay quải này, em sale cái cây này đi. À điều. Cái này thì em sale mọi người giá 1 triệu 2 nè. Nó quay quải, nó dạ, giống dạ. Kiểu có cái cọng lan ở dưới cái dành chân đĩa quý vị. Dạ, cái này chỉ cần mọi người lên cái chậu hay hay nữa là ok rồi nè. Ừ. 1 triệu 2 nè cái nhà, không bao ship nha. Không bao ship. Dạ dạ. Nếu mà bao ship thì 1 triệu 4 đi cái nhà, 1 triệu 4 cho dễ ha. À. Đó. Cái này về giống như cái cổng làng mọi người cũng hay mà. Rất là nhiều cây, bây giờ mình sẽ một số loại cây ha. Cây thì bao la. Ừ. Cái này ở đây có cây chắc nghệ cũng hay lắm anh này. Chắc nghệ đó hả? Ồ dạ. Nó xoắn hả? Cái này thì chỉ cần lũa lại là cây này bao đẹp luôn này. Đây, vậy cái chắc nghệ nó vào cái đường thân nó gánh guộc. Cái này làm một tác phẩm tương lai cái nhà. Nhưng cái này hồi đó em mua cái giá nó hơi cao này. Bây giờ em sell lại giá mọi người là giá 4 triệu này. 4 triệu cái chắc nghệ này. Dạ. 4 triệu cho cái chắc nghệ này nè. À. Ừ. Đó, sơ thì góc nó được nhiêu em? Cái này là đường thân nó vẫn xoắn, nó rất là đẹp này. Phần thân của nó là 39 anh. 39 cm ha. Dạ, chiều cao của nó. Chiều cao 80. Cao 80. Ngang tàn của nó là 75. Ừ. Dạ. 4 triệu rưỡi. Dạ, 4 triệu anh, 4 triệu. 4 triệu. Dạ, còn nếu mà xíu thì lúc đó anh em mình sẽ tính tiếp. Có cái này sao mà nó quả gì nhỉ? À, cái nào anh? Cái này này. Cái này là cây bằng lăng anh, bằng lăng trắng á. Sao mà cái đường thân nó quậy vậy nhỉ? Dạ, ở dưới nó còn đẹp lắm, nhưng mà cái này là chưa bán được tại vì nó mới ra rễ tơ mà nhổ đi mà bán thì nó yếu cây lắm, thành ra những cây này em tạm thời chưa giao lưu được. Giờ nó khỏe mạnh à ha. Dạ, đây cũng có cây hải châu nhỏ nhỏ cũng dễ thương cả nhà, để sale luôn nè. Thành ra cái này mà ưu tiên anh em nhà vườn nào mà tới á, mình sẽ được thì mình sẽ chở tận nơi cho cả nhà luôn. Đây này, những gốc này thì em giao lưu mọi người giá 800 này. 800k. Dạ, gốc lớn cái này. Gốc bự à. Gốc bự. Hải châu riêng mà. Hải châu khai thác mà. Hàng khai thác này cái nhà. 800 này. Cái này cũng đẹp nha. Dù cái này đẹp mà, chỉ cần lên chậu tay cành nó cũng đã có sơ sơ rồi. À. Chỉ cần cắt dịch lại xíu là ok à. 800k. Dạ, 800k. Quả trời ơi, chị Minh gọi cơ hội. À, đây có cây xéo ôm đá này nè. Cái nào? Cây xéo. Cây xéo là cái nào vậy? À, cái này á. À, dạ đây. Năm nó cái này cây thực tế ra là cây nó phù hợp khí hậu Hà Nội này. À. Nhưng mà cái này ôm đá này. Ôm cái đá này cây xéo xéo ôm đá này. Cái này hồi đó em mua ở Hà Giang. À. Mà cái này nếu rất là phù hợp cho những em nào thích ngoài Bắc này. Cây rất là hay nha cả nhà. Ôm đá là ôm đá thiên nhiên luôn đó hả? Ôm đá thiên nhiên á. À mọi người xem này. Ôm đá không nặng hơn cây hả? Ồ, cái này làm ra xíu mà khi mà tay cần cắt giật nó đẹp lắm anh. Ừ. Tôi nói nhanh bao nhiêu tiền? Cái này em giao lưu mọi người giá 3 triệu này. 3 triệu hả? Dạ. Là bạn luôn cục đá đó. Tất cả các nhánh này nó đang còn sống nha cả nhà. Ừ. Nhưng mùa này nắng quá nó rụng lá.
Ok, mình sao nhanh, bây giờ mình sao nhanh mà đi dạ. Qua bên kia. À, ở đây có gốc khế cũng đẹp lắm anh này. Khế này em sale mọi người giá 8 triệu này. Giá hồi xưa em mua mười mấy triệu này. Ok hả? Sale nhanh luôn. Cái thèo luôn hả? Không, cái sẹo nó còn cái sẹo phía sau, nhưng mà cây này nó là thèo nó còn ít. Gốc lớn nha cả nhà. Gốc khế này này kiểu lùn lực nè. Đây mà em đo cái gốc mọi người xem. Hoành eo gốc là 85 nha cả nhà. Còn đo ở dưới thì trên 100 rồi. Cái này nhìn nó liền cây quý vị ạ. Dạ, cái này thì liền cây. Cái này hoành chiều cao 70. Nhưng ở đây nó có một cái vết sẹo phía sau nha cả nhà. Sau vết sẹo này mọi người phải chịu khó xử lý cái vết sẹo phía sau này. Đâu lên có cái vết sẹo coi sao. Không nên nổi. Đây nè, để chỉ cần về mọi người đục lại rồi bắt đầu để cho những cái nhánh này cho nó kéo sẹo lên. Ừ. Nhưng mà phải chịu khó thả đất một thời gian thì nó mới kéo được nha cả nhà. Ừ. Cái này em mới xuống đường nữa rồi. Dạ, cái này cái chua. Cái chua. Dạ. Ok, em đi qua mấy cái cọc cái ngọn trại đẹp này Long này. Cốc này, coi cốc trong này đào quá. Dạ. Cái bự trong á. Cái bự nó nhiêu tiền hay sao mà không nhầm sao này chứ không quay cái này vậy. Cái này nó thực ra là nó còn giá trị đối với em quá. Cái này khách chở rất là nhiều là mọi người nè. Riêng cốc về cái điền nha. Dạ, mọi người coi này, cây nó rất là lùn luôn mà có cái cục nu nữa này. Nó rất là khủng khiếp này. Tại cây nó cũng bự. Cái này nếu mà em bán rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì lỡ bán rồi em sẽ bán luôn nha. Nhưng em này em bán. Cốc dữ lắm quý vị nha. Em ghép cốc Thái rồi nha cả nhà, đây này mọi người trái nó nè. À. Trái của cốc Thái này nè. Trái nó này. À, mọi người xem trái nó này. Em để ghép cốc Thái rồi nha cả nhà. Trời ơi cái gốc. Nói chung là cây này không còn sẹo nha. Liền hết luôn hả? Liền hết rồi. Đây những cái vết cắt đấy, hồi xưa mà nó liền vậy này. Liền anh coi này, những gốc này không có hai cây thứ hai đâu anh. Để em bảo đảm luôn. Riêng cái rừng là không có cây nào giống. Nhưng mà nó nhiêu tiền không em? Cái này em giao luôn mọi người giá 50 triệu nha. Bao nhiêu? 50 triệu anh. 50 triệu hả? Tại gốc này thực sự là em đo cái phần này em đo được bao nhiêu giá trị lắm cả nhà. Đây là cái khủng thật quý vị. Để mà nó nu cục cục. Tại cây nó bự lắm. Mấy gốc này nó không có cây thứ hai đâu cả nhà ơi. Cái này hoành tổng thể của nó là 230 nhanh. 230. Dạ, em có đo ngay cái hoành eo nó nha. Hoành eo của nó là 92. 92 ở hoành eo đó. Mọi người coi à, gục nu nè. Gốc lớn nha chứ không nhỏ thôi nha cả nhà. Những gốc này cực kỳ giá trị nè. Nói chung là lỡ bán là em bán luôn nè. À, dạ. Cái tâm huyết nha. Dạ, nói chung là cái mấy cái này em ưng ghê lắm. À. Còn mày coi cái ngoài đây thì chắc là nó rẻ hơn. À, đây thì nó rẻ hơn nè anh. Cái này cái cốc dạng thú nè. Cốc hình thú. Dạ. Cũng ghép cốc Thái này nha cái nhà. Mấy cái này là em ghép cốc Thái nè. Cái này hiện tại em giao luôn mọi người thì giá 12 triệu nè. 12 triệu hả? Dạ, cái lớn nha. Cái lớn cả nhà. Cái lớn 12 triệu này. Nó như con thú nó ngóc cái đầu lên vậy nha. À. Đó, nên nhà vườn nào mà có nhu cầu tới chở xe thì nó tiện hơn nha. Còn cái cốc đây là cũng cốc Thái nè. Anh coi này. Cốc Thái nè. Qua đây trại ha. Ờ, trái em để mấy gốc này thì nó uốn lượn với nhau nè. Trái rất là thoải mái. Cái đó thì bao nhiêu em? Dạ cái này thì 10 triệu anh. 10 triệu ha. Dạ. Ở bên này là cái tiểu cần nón bồ đô cả coi rồi như thế này là em làm luôn hay sao đây? À cái này là cái này em nghề chính của em bây giờ là cái làm hồ cá này nè anh. À cũng dạ, chính video xin... này mà thanh lý bản đi một số cái hả? Dạ đúng rồi. Em làm sân vườn hồ cá này nè. Ừ. Đây là cái coi. Nếu như mà anh chị mình mà có nhu cầu ở gần Phan Thiết rồi Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương đâu, nếu như làm thì có một đội ngũ anh em ở Phan Thiết vào làm cũng rất đẹp nhá. Dạ. Dựa trên cái nền tảng nguyên liệu có sẵn thì cái giá cả nó sẽ rẻ hơn khi mình khoản ở trong đó hả? Dạ đúng rồi. Ngoài này thì giá vào làm giá nó rẻ hơn cái việc. Dạ, nên công cá nó sẽ rẻ hơn anh ạ. Tại vì Long cũng đã tham khảo quá về một cái số vật tư rồi là công cán làm ra một cái hòn non bồ, một cái tiêu cảnh như thế này thì cái giá nó hợp lý lắm quý vị nhé. Nếu như anh chị mình có nhu cầu thì có thể liên hệ qua cho bên bon thay tường đá để mình trao đổi tư vấn ha. À. Ok, mình tiếp tục. Như mọi người xem thấy đây là cái rừng trên thân này, cái cẩm thị này cả nhà. Cẩm thị rừng trên thân. Dạ, rừng trên thân này. Cái này giá không dễ chơi này, giá 1,5 triệu cả chậu này cả nhà. 1,5 triệu. Dạ, cái này ở chỗ em nó hơi nắng, thành ra là với là một phần là công việc em nhiều khi em bỏ bê quá. cái này hoành 95 anh, hoành tổng thể của nó 95. Dạ, 1,5 triệu. Dạ, bảo chậu tàu luôn á. Dạ, chậu tàu đó. Cái này giá nếu mà mọi người bao ship nữa thì 300 nữa nha cái nhà. Ừ. Dạ. Cũng rất là nhiều loại cây. Có cái dưới nó giống như con khủng long anh này. Dưới khủng long hả? Ý như là khủng long cổ dài á. Ừ.
Chơi 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 chơi. Nó đầy đủ bốn chân luôn nha cả nhà, nó có cái đuôi nè. Mình khủng long cổ dài mà dạng anh cỏ hồi xưa đó cả nhà. Mọi người xem này, nó y chang luôn phải không? Nó quanh đầu nó là sale bao nhiêu tiền? Cái này em giao luôn mọi người giá 3 triệu rưỡi nè. 3 triệu rưỡi ha. Dạ. Sale nhanh là 3 triệu rưỡi nha. 3 nhanh là 3 triệu rưỡi đó cả nhà. Những gốc mà em mua chọn lọc thường thường nó sẽ giá nó cao hơn. Đi qua bên này còn một số cây để mà sale luôn. Bên kia đúng không? Dạ. Anh chị mình đi qua khu vực bên này quý vị. Em có cái nguyệt này giá bao nhiêu tiền đây? Cái nguyệt này này. Cái nguyệt quế lá sóng hoa chùm nha cả nhà. Cái này là cái dạng thiên đúng là thiên nhiên này. Dạ, cái thiên nhiên, cái tàng thiên nhiên. Sao nhân là bao cái nhiêu? Này hoàn 39 anh. Hoàn 39, chiều cao của nó 40. Cái nguyệt quế này cả chầu em giao luôn mọi người là giá 4 triệu nha cả nhà. 4 triệu ha. Dạ, 4 triệu cho cây nguyệt quế này. Tàng này em nuôi kiểu cách dịch này. Em cũng mới cắt lại. Ok. Thằng dưới này. Cái dưới này thì em đang cái ngọn nó hơi bị kia, em đang mới ghép lại một số nhánh để cho nó hài hòa lại. Cái này dạng cây cầu kiều, nói chung là dạng cây cầu anh. Bắt cầu nhưng mà cục nu rất là đẹp này. Nói chung mấy cái này già nhưng mà em đang ghép này cái chắc cũng chưa giao lưu được, tại vì để cho nó ok thì lúc đó mình bán mới được. Dạ. Dạ nó bị thiếu một số nhánh nó mình phải ghép. Dạ đúng rồi anh. Khi ghép như mình cắt nhưng mà cái điều nó không có mọc lên đó. Nó bị chột cái phía ban đầu, thành ra là mình phải ghép cho nó liền lại. Ok. Dạ. Okay, thôi anh chị mình còn cái này là cây bướm nè cả nhà. Lá như con bướm luôn. Dạ, lá y như con bướm vậy. Lá như con bướm đang bay. Đây là cái hoa của nó này. Gốc này chủ yếu là mọi người về làm sân vườn nha cả nhà. Gốc này gốc lớn nha. Cái quái. Mọi người xem cái gốc nó này. Gốc cực kỳ lớn nha. Để em đo. Nào mọi người xem này. Gốc này mà về để ngay sân vườn là cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Gốc lớn. Cái này thuộc một cây quái quý vị ạ. Dạ, cây quái. Gốc lớn này em xin giao luôn mọi người giá em cẩu lên xe dùm cho mọi người nha. Tức cái này là chắc chắn là khiêng không nổi rồi. Giá 10 triệu bao cẩu lên xe cho cả nhà nha. Bao cẩu lên xe. Dạ, cái này vì mọi người làm cây điểm nhấn trong cái sân vườn mình là đẹp lắm này. Nó được đường thân nó quái lắm quý vị. Lá rất là đẹp nữa. Nó không có rụng dơ nữa cả nhà. Đường thân của nó phải nói là cực kỳ nhá. Để mà tìm ra được cái bướm mà cái dạng đường thân lớn như thế này là khó lắm nha. Dạ. Gốc lớn nha cả nhà. Em đo cái hoành cho mọi người xem. Hoành của nó là 138 cả nhà. 138. Dạ. Gốc này cái này về mọi người để lên cái sân vườn á. 10 triệu em bao cẩu lên xe nha. Còn bao ship thì không được cả nhà. Bao ship cái này là hết tiền. Ship chắc đủ tiền cây luôn. Cái bên này là cái mé hay sao nhỉ? Mé kéo phải không nhỉ? Cái mé kéo anh. Mé kéo. Cái này nó y như con rồng luôn nè. Em tên Long thành ra là em chơi mấy cây giống như tên gọi của em luôn, rồng không? Cái này mà có cái đường thân nó kinh điển nữa này. Anh con nó lắc lượn cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi. Đây này, cái trái của nó này. Trái nó cực kỳ đẹp nha, trái ăn rất là ngon. Trái ăn được luôn. Dạ, nó chua chua ngọt ngọt. Nó gắn liền với tuổi thơ em á. Hồi xưa em trốn học em đi hái cái quả này không. Mọi người xem nó lắc đường kia. Lắc đoạn trên này lắc đà quá ta. Lắc dạ, 3D luôn quý vị này. Cái này anh biết không, cái nó đang bị cái lỗi này này, nhưng mà cái lỗi này là nếu nhà nếu mà ai mà thích nhu cầu mà dạng đục tường á, đục làm cái đầu con rồng chỗ này, tại vì nó thân nó lắc rất là đẹp rồi, mọi người chỉ cần làm lấy một cái khúc gỗ rồi kêu thợ tới đục mà làm cái đầu con rồng chỗ này này là cực kỳ đẹp này. Nó hài hòa với lại cái cây nữa, trái thì ra liên tục. Nó nhìn quanh đồng cái đoạn đường thân ở trên nó lắc như kiểu 3D luôn á. Dạ, nó lắc cái rừng anh, nói chung không có cây nào nó giống cây nào mà lắc được như vậy là quá ok. Là khó lắm ha. Dạ, nó trong cái bụi rậm á, bắt đầu nó luồn lõi. Nó luồn lát rồi nó tạo ra cái những cái đường co độc đáo của nó, chỉ có thiên nhiên thì nó mới làm được. Bên kia cái đào là mình cái đào bạn em nó gửi Tết nó bán éo quá nó gửi đó. Ok, bên sang bên này khu vực bên này còn nhiều cây mà. Dạ. Đây thì cũng nhiều, đây hải châu anh này. Hải châu bao nhiêu tiền xem nhanh này. Cái này em sale mọi người giá 3 triệu bao ship nha. 3 triệu bao ship. Dạ. Dạng bay. Mọi người nhỏ nha. Cái này về mọi người có thể phối làm cái cụm rừng cũng rất là đẹp này. Hải châu rin nè. Còn cái này cây sâm hương cách dịch nè, mọi người coi cái tay cành của nó này. Đuôi nó rụt rụt luôn này. Ủa lùn lực, con này lùn lực mà tay cành rụt rụt ghê ha. Dạ, này sâm hương Đài Loan này cả nhà. Chỉ cần về mọi người lên cái chậu là thấy lên nó cái chậu lên tại vì nó hơi hòm này ha. Dạ, nó hơi hòm. Tại em trồng nó hơi sâu á. Rồi sale bao nhiêu tiền? Cái này em sale mọi người giá 5 triệu nha. 5 triệu là, thực sự là cực kỳ rẻ so với thời điểm này. Trời ơi, mọi người xem này, làm một cái tay cành nó cái đùi nó bằng nửa cổ tay cỡ này thì rất là lâu nha cả nhà.
lâu cực kỳ nha. Mà nó liền cây rồi. Liền cây. Nó còn một cái vết sẹo trên tay nhưng mà từ từ nó sẽ cuốn nha cả nhà. Một chút xíu này ngăn. Dạ dạ dạ. 5 triệu. 5 triệu cả nhà. Ok, tiếp tục hai cháu bên này này, hai cháu dáng bay này sẽ bao nhiêu? Cây hai cháu này dáng bay này. Đây. Ồ. Cái này hả? Thôi bây giờ cái này em xem mọi người giá 3 triệu nha. 3 triệu ha. 3 triệu nha. Tàn của nó là 1 mét nha cả nhà. 3 triệu nên nó giá không bao ship nha. Em sẽ đóng hàng cho mọi người nhưng mà sẽ giá sẽ không bao gồm ship nha cả nhà. Okay. Tại tàn bay nó đóng hàng lớn lắm. Ừ. Tiếp tục. Ở đây có một cái giấy đỏ nè cả nhà. Cái giấy đỏ cờ rin nè. Ừ. Đỏ nha cả nhà. Cái này cái giấy này rất là đẹp nè, đường co cực kỳ đẹp luôn. Ở đây của mọi người có thể làm cái đổ nè. À. Đó, mọi người làm cái đổ rất là ok nè. Sao giá bao nhiêu? Cái này em xin giao luôn mọi người giá 7 triệu nha. 7 triệu ha. 7 triệu. Cái này rất là hay nè cả nhà, chỉ làm cái đổ nè. Ở đây nó có một cái lỗ nha cả nhà, cái này về mọi người có thể xử lý lại nha. Ừ. Đây nè. Ok. Ở đây là còn một số cây để em quay luôn nè. Cây tường vi đây. Tường vi này em xin giao luôn mọi người là giá 1 triệu rưỡi nè. 1,5 triệu, cái to lắm nha hả? Cái cây lớn anh. Cái này em sẽ bao gồm đóng hàng cho mọi người, dạ, nhưng mà sẽ không bao gồm ship nha. Cái này liên lạc hết toàn bộ đây nha cái nhà. Tường vi này, cái nhánh dài này là em đang nuôi nè. Đang nuôi để làm cái dáng bay. Đây, có một số cái ốc khế nè. Khế này, khế chua nè cái nhà. Cái này thì giao luôn mọi người giá 1 triệu 2 nè. 1,2 triệu. 1,2 triệu cây khế này nè, gốc khế cực kỳ dài luôn nha cái nhà. 1,2 triệu giao gốc khế này. Cái này cái chắc nghệ. Cái này em xin giao luôn mọi người giá 3 triệu nha. 3 triệu ha. Dạ 3 triệu sẽ đóng hàng cho mọi người. Cái này chắc nghệ nè. Cái mai bên này. Cái mai này thì em mới thay chậu nhưng mà cũng rất là bảo đảm nha cả nhà. Cái mai đổ nha. Cái này giao luôn mọi người giá 3 triệu nha. 3 triệu luôn. Dạ. Cái mai đổ này già lắm nè cả nhà, đã ra trái rồi nha cả nhà. Đã ra trái rồi. Còn okay. Cái này là cây chòi mồi. Nhưng mà cái dòng chòi mồi này đặc điểm của nó là ghép dòng xanh núi trái. Ừ. Ghép được nha cái nhà, ghép rất là ok luôn. Dòng chòi mồi phải đúng chòi mồi lá tròn này nè là sẽ ghép ok nè. Gốc này mà ghép gốc xăm núi thì cực kỳ ok nè cả nhà. Cái này em xin giao luôn mọi người giá cả chậu là 1,5 triệu nha. Cả chậu luôn. Cả chậu 1,5 triệu, cái chậu hết 300 mấy rồi. 1,5 triệu cho cây chòi mồi này về mọi người có thể ghép xăm núi vô. Ok. Dạ. Đây thì còn có cây cẩm thị này cũng hay lắm cả nhà này. Ừ, cây này cực kỳ hay này, nó thì... giống như là rừng trên thân vậy đó. Cây này hoành của nó là 48. Hình 48. Dạ. Chiều cao của nó là 70 cả nhà. Cây này rừng trên thân, một cái tác phẩm này nếu mà giả sử mà giống như tác phẩm nước ngoài vậy đó cả nhà. Vô cái chậu mỏng 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 làm cái tiểu cảnh cực kỳ đẹp này. Lá này khi mà già nó rút là nhỏ xíu này. Cây này em xin giao luôn mọi người là giá 6 triệu nha. 6 triệu ha. Dạ. 6 triệu cho cây này. Ở đây có cây sâm ngọc này cũng hay nè. Sâm ngọc này. Sâm ngọc này. Đem đo nhanh thôi. Cây này 5 chậu đẹp luôn nha. Dạ, 5 chậu đẹp. Nói chung là hầu như cây em 5 chậu nhiều. Hoành của nó là 45. Chiều cao của nó là 80. Cây này em xin giao luôn mọi người là giá 4 triệu nha. 4 triệu. 4 triệu cho cây sâm ngọc này. Sale nhanh luôn ha. Dạ, sale nhanh cho mọi người dễ mua dễ bán. Ở đây có cây linh sam ghép đầu điểm tàn đổ đẹp lắm cả nhà này. Hoa rất là thơm nha, cực kỳ thơm luôn. Đứng đây là em nghe mùi này. Cái này cực kỳ đẹp này, tay cành ok này. Cái này em bán mọi người giá 7 triệu này. 7 triệu ha. 7 triệu cho cây linh sam này. Dạ, cây khai thác. Cũng ghép dòng đầu điểm nhưng mà lâu lắm rồi. Còn cái này là cây du này cả nhà. Du tàu. Cái này giao luôn mọi người giá 2 triệu bao ship này. Cây du. Tay cành ok này. Quá dễ chơi không, ha. Không có bị lỗi lầm cái gì hết này. Già, cực kỳ già. Du này, 2 triệu bao ship này. Ok. Ở đây có cây chắc nè, cây chắc với hình dáng con thú này. Cái này là cây chắc trong nhóm gỗ 1A nha cả nhà. Cây chắc mà mọi người hay làm đục tượng đồ á. Cái này tay cành làm ok lắm cả nhà này. Cực kỳ đẹp này. Cái này em giao luôn mọi người giá 3 triệu này. 3 triệu hả? Dạ, 3 triệu này. 3 triệu cho cây chắc này. Ok. Còn cái này cây sâm ngọc lá nhỏ nè, nó dạng như cây cụm rừng đó, nó tàn đa nè. Cái này thì giao luôn mọi người giá 3 triệu bao ship nè. 3 triệu bao ship luôn. Dạ, dòng này dòng lá nhỏ, dòng lá cực kỳ đẹp này.
3 triệu bao ship nè. Ở đây có một cái trang gián thú nè, dòng mini nè. Cái này thì em giao luôn một người giá 1 triệu rưỡi bao ship nè. À. Nó y như con thú, y như cái con hươu đó. Mà già cây hả? Già cây, cái này thì già lắm. Em chơi lâu đời cực kỳ. Sau tiếp tục coi còn cái nào quay 1-2 cây nữa hả Long? Dạ dạ, còn nhiều á, để em về. Cái này là số lượng cây em gửi bớt rồi chứ không có còn nhiều nữa. Còn nhiều cây nữa hả? Dạ. À, nếu mọi người thích chơi dương thì em sẽ sell một số cây dương luôn cho mọi người xem này cả nhà. Cái dâu này được cái gì? Cái dâu. À, cái dâu này dâu siêu trái này, trái năm nào cũng ra chịu chịt luôn. Cái này cái lớn này, cái dâu này rất là lớn nha cả nhà. Em xin giao luôn mọi người giá 10 triệu luôn. Sao 10 triệu luôn? 10 triệu cho cây dâu này nha. Còn trái phun trái thì mọi người có thể gửi cho Zalo em sẽ gửi hình ảnh lúc mà nó đang trái cho mọi người xem nha. Ừ. 10 okay. triệu cho cây dâu này. Lào còn, à còn cái này cây hải châu bướm này cả nhà. Bướm. Mà cái này là chuyên ghép dòng hải châu lá nhỏ nè. Ừ. Riêng về cái bộ đế của cây hải châu này thì cực kỳ đẹp cả nhà. Đế 24 giờ. Cực kỳ đẹp. Tay cành ok nữa. Nhưng chịu khó về ghép xíu là ok nè. Mà gốc này gốc lớn nha. Em lo thông số cho mọi người xem. Con này để đẹp. À ngay eo của nó là 57 nha cả nhà. Về cái bộ đế thì mọi người khỏi lo nha. Em có cái bộ đế cái hình lúc cây phôi cho mọi người xem. Dạ bao nhiêu nhanh gọn lại. Cái này em giao sale mọi người giá 6 triệu nha. 6 triệu hả? 6 triệu cho cái này. Ừ. Cái này nếu mà ghép ra tương lai cực kỳ luôn. À, còn đây là cây dương anh nè, phi lao này, anh coi nó lùn mà nó u nu nu cục cục này. Ừ. Cực kỳ đẹp luôn. Nó ngồi mặt cắt luôn liền dạ, nó liền lắm anh nè. Về dương thì tỷ lệ cái này 93 hoành. 93 hoành. Dạ, nếu mà em đo lên cái đỉnh của nó thì 40. Cái này em giao lưu mọi người là giá 3 triệu này. Sell 3 triệu luôn. 3 triệu. Nhưng mà nếu mà bao ship nữa thì tầm 3 triệu rưỡi nha cả nhà. Tại vì em phải đóng kỹ lắm. 3 triệu rưỡi cho cái này nè. Mặt bên này cũng cực kỳ đẹp nè. Mặt tiền nó nằm bên này. Nó cục 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 á. Mọi người xem nè. Thấy không? Nó liền cây hả? Nó liền cây. Nó thành một cái cục nu sần sùi rất là đẹp luôn. Ừ, cực kỳ đẹp. Ok. Nè, dương nè. Dương. Em chọn những cái dương phi lao mà nó đẹp, đẹp ghê lắm. Nhưng cái này thì em giao luôn mình còn cũng đồng giá vậy nè. À. Dạ. Nó liền lạc mặt cắt nó còn nhọn xíu à. Em thẻ đang thả tay cành để cho nó cuốn xẹo. Nó khả liền cái gì ạ? Dạ. Ở đây có một số cây dưới để em cho mọi người xem luôn. Đây nè. Dưới này gốc lớn à. Ừ. Ừ. Đây về mình phải nuôi thêm nữa hả? Đúng rồi, cái này phải chịu khó nuôi thêm. Cái này chịu khó về phải đóng bo ghép vô đây nè. Mà cái này thì cũng rẻ lắm hả? Dạ, cái này thì giao luôn mọi người giá 3 triệu rưỡi nè. 3 triệu rưỡi hả? Dạ. Gốc bự nha quý vị. Gốc lớn đó. Nó giống như là giá phôi tụi em mua vậy thôi. Ừ. Ở đây còn một số gốc nữa mình coi luôn cho nó gọn. Rồi là dương ha. À, có cây linh sam hai màu rin nè cả nhà. Linh sam hai màu đi nè. Để tự nhiên. Bộ đế rất là đẹp nè. Cái này là cây cũng lâu rồi cả nhà này. Cây lá rí hai màu này, hai màu này, mọi người xem. Hai màu hoa. Tím trắng nha. Cái này là cây tàn ra, giờ chỉ cần cắt dịch lại là đẹp à. Cái này xin giao luôn mọi người là giá 3 triệu nha. 3 triệu hả? 3 triệu cho gốc này. Cây rin nha cả nhà. Lên cây này chứ. Dạ, lên cây không có ghép nha. Cây này làm cây tàn ra. Ừ. Để mọi người có thể cắt ra là phân bánh nó lại. Là đây rất là đẹp nè, 3 triệu cho cây hai màu này. À, ở đây có cây ở đây có một cây sambuche nè cả nhà. Sambuche này nu cục nu mà từ gốc lên tới ngọn luôn nè. Sambuche hả? Dạ. Sambuche quý vị. Nó cây lùn lùn được cái củ của nó ha. Cây nó anh coi kìa, nu này. Nu từ gốc lên tới ngọn luôn. Cái này củ nó khủng lắm quý vị này. Ừ. Cây đẹp lắm cả nhà. Trời ơi cái củ. Ừ. Nó lùn cây mà nó liền. Nó lùn cây, nó cây này mà là làm ra là cực kỳ ok luôn cả nhà. Cây này đã hiện tại đã sống khỏe rồi nè. Cái sambo nhìn cái ha. À, em đo cái bộ đế bộ gốc dưới cho mọi người xem nha. 139 cả nhà. 139 vậy à. 139 nha. Toàn hoàn eo của nó này, hoàn eo nha cả nhà. Hoàn eo của nó là 85. Chiều cao của cây này chiều cao của nó chỉ có 80 thôi nha cả nhà. À.
một cây Samoche cây ăn trái luôn lực nha. Cái này em xin Zalo mọi người là giá 20 triệu nha. 20 triệu ha. Dạ 20 triệu cho gốc này. Gốc này làm ra là cực kỳ sau này giá trị lắm anh. Ừ. Những cái này mà chịu khó. Cái thì nó chúng nếu mà có điều kiện em giữ lại cái gốc này nuôi rất là ok này. Ừ. Ở đây rồi chắc kết thúc clip thì thôi em xin còn cái cây này gọi là cây kim tiền nha cái nhà. Kim tiền. Cái này em làm cũng được 8 năm rồi. Về cái dàn lũa của nó là lũa tự nhiên nha. Cái này là hàng để mọi người có thể trưng bày rất là ok này. Nè, cái dàn lũa của nó này. Thì gọi về cái dàn xương thì khỏi nói cái nhà. Nó già nó rụt rịch cực kỳ luôn. Cây kim tiền hay còn gọi là cây đồng tiền, cây sam châu, cây vảy ốc hay là nhiều tên gọi lắm cái nhà. Tên địa phương vùng miền của nó. Mỗi vùng miền đều có tên gọi khác nhau nhưng mà em hay gọi là gọi là cây kim tiền nha. Cái này cả cây cả chậu em xin Zalo mọi người là giá 15 triệu nha cả nhà. 15 triệu hả? Dạ. Nói chung là nó cũng là một trong những cây mà em làm từ xưa giờ. Em làm rất nhiều nhưng mà đều cũng giữ lại được mấy cây à. Đây, cái này đẹp lắm quý vị. Dạ, cái này dàn lũa mọi người, lũa này lũa thép nhưng nha nhà. Lũa từ cái lõi của nó nha. Cái này nhìn trực tiếp đẹp lắm. Dạ. Dạ trực tiếp đẹp lắm. Ok, mình kết thúc clip tại đây Long ha. Dạ dạ dạ, em cảm ơn. Ok thì Long cũng cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra một chút thời gian trong buổi tối hôm nay để mình theo dõi xem một số cái ở đây, thì anh chị mình thích cái nào anh chị mình cứ liên hệ với bạn sai tương đã quý vị ha. Dạ. Bây giờ thì Long xin phép kết thúc clip ạ. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ok.